Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của Tấn Phát và Hồng Định. Thì hiện tại Tấn Phát và Hồng Định đang có mặt tại dự án ISO Residence Quy Nhơn. Thì hiện tại dự án này đang xây dựng khá là nhanh. Hiện tại đang xây đến tầng 9 rồi đó quý anh chị ạ. Và giá căn hộ ISO Residence Quy Nhơn đang có giá dao động từ 10 triệu 500 đến 11 triệu 300 giá đẹp với VAT. Thì hôm nay Tấn Phát cũng như Hồng Định sẽ dạo một vòng ở đây để quay đến những cái hình ảnh xung quanh dự án, để gửi đến quý anh chị cũng như tất cả các bạn cùng Tấn Phát Hồng Định tham quan và theo dõi ha. Cảnh này thật quen thuộc. Ta đã từng thấy nó ở đâu rồi? Rồi, Tấn Phát và Hồng Định vừa chia sẻ đến các anh chị tiến độ xây dựng của dự án căn hộ ISO Residence Quy Nhơn. Cảm ơn tất cả quý anh chị cũng như tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của Tấn Phát cũng như Hồng Định ạ. Các anh chị có quan tâm tới căn hộ ISO Residence Quy Nhơn, hãy liên hệ với Tấn Phát và Hồng Định để được tư vấn và lên hồ sơ mua căn hộ nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại ạ.